Vâng, điện tử Lê Tuấn xin được kính chào các bác, các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em có về một lô hàng để đáp ứng được cái nhu cầu của các bác trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì lần này lô hàng về không nhiều, bởi vì trong những ngày cấm biên, hàng hóa đang khan hiếm. Việc đem về được một số sản phẩm ưa chuộng của các bác anh chị và các bạn phải nói rằng là cũng chứa đựng rất nhiều những yếu tố rủi ro. Chính vì nhà đó, lô hàng lần này em xin phép được giới thiệu đó là những đôi loa full, đang để che khuất mất rồi. Đôi loa full này thì với một cấu tạo là một bát 30 từ 19 và côn 76 tép neo, nó thùng gỗ vô cùng chắc chắn. Và tiếp theo là đến những đôi loa chuyên về lời. Đôi loa này thì với một bát 25 và một trung rất lớn đang bọc ni lông. Còn đôi loa này thì cũng lấy theo cái đơn hàng của một số bác nói rằng là dàn âm thanh nhà các bác sao mà hát nặng thế. Thì hôm nay em cũng có về đến 5 đôi loa hỗ trợ các bác nêu ngao trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó là những đôi loa bát 25, bát 30. Đây là đôi loa ngang bát 30 cũng đang nằm ở trong nguyên thủ. Những đôi loa bát 25, đôi này thì đang bị bắt tem, chưa dán lại tem được. Vì hàng bài thì bao giờ nó cũng xây xước và nó mất cái bề ngoài. Nhưng phải nói đôi loa này là khá đẹp. Cái cục xúc bài bát 30 đang trong thùng. Và một lô đẩy gồm có 12 con. Lô đẩy này thì có 3 con là 24 sò, còn lại là chạy 20 sò. Và đây là một con em đã bóc sẵn ra đây. Và nó là hơn 18 các bạn nhé. Với nguồn là gần 18 cm, hơn 18 cm, chạy 8 tụ lọc nguồn, 8 tụ lọc nguồn. Và đặc biệt chiếc đẩy này thì chạy 20 sò. Cái sò nhỏ nhỏ này các bác biết là sò gì không ạ? Và đây là một trong những sò cho chất âm vô cùng trong sáng đây ạ. Đây là dòng sò NG, chạy 20 sò NG. Tầng trên này là 10 con, tầng dưới là 10 con, là tổng là 20 con. Và với 4 con bù áp, dòng bù áp MOSFET có hẳn một vỉ mạch riêng về bù áp. Và với một việc một cục đẩy mà thiết kế như thế này thì chắc chắn các bác đã biết rồi, nó cho chất âm vô cùng hiệu quả và vô cùng trong sáng. Bởi vì nguồn lớn, tụ lọc nhiều, sò thì sò NG, bù áp bằng MOSFET. Và hình thức con này cũng khá chỉ là đẹp. Đó, khá đẹp. Mặt phanh nhôm màu đen, dày, rất dày dặn. Này, như thế này nó cũng bị méo một chút đấy các bạn.
là nó nặng quá này, nó bỏ xuống. Này. Và nói như vậy thì các bác có cái nhu cầu để được sở hữu các cái thiết bị âm thanh của điện tử Lê Tuấn, cũng như là các bác bán buôn, thì các bác gọi điện đến số 0973 738 524 hoặc 085 7590 789. Điện tử Lê Tuấn, giao hàng toàn quốc. Điện tử Lê Tuấn kính mong các bác hãy chia sẻ và giới thiệu cho các bác yêu audio trên toàn miền có điều kiện được tiếp xúc với những sản phẩm được ưa chuộng nhất, những sản phẩm hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay. Một lần nữa, điện tử Lê Tuấn xin được cảm ơn các bác, các anh chị và các bạn đã dõi theo trong suốt thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp các bác trong những video lần sau.